Hồng Lan đây, rất vui được trở lại cùng với các chị. Và trong video này thì em Hồng Lan chia sẻ với các chị về hai tư duy để giúp cho các chị đột phá trong kinh doanh online. Tư duy số 1 đó chính là khách hàng, giúp khách hàng giải quyết vấn đề. Khách hàng chỉ gặp vấn đề và tìm đến sản phẩm khi mà cái vấn đề của họ trở nên là bức bách và cần thiết. Ở tư duy này thì chắc chắn là các chị cũng có phần nào đoán ra được, đó chính là họ tìm đến sản phẩm của chúng ta như để tìm đến một giải pháp, và chúng ta bán sản phẩm là bán giải pháp, bán cách để giúp cho họ giải quyết được vấn đề, giải quyết được nỗi khó, nỗi khổ và cái mong muốn là có sản phẩm trong tay sẽ thoát được rất là nhiều tình trạng, từ tình trạng về làn da, về mái tóc, rồi đến cả như là phụ khoa, vân vân và vân vân. Tư duy số 2 đó chính là tôi phục vụ khách hàng vượt hơn sự mong đợi. Ở tư duy số 2 này, em Lan nhấn mạnh đó chính là tư duy giúp cho khách hàng nhận được nhiều giá trị hơn từ việc mua và sở hữu sản phẩm. Ví dụ như mua sản phẩm diệp lục collagen ở bên Lan thì chắc chắn khách hàng sẽ nhận được nhiều hơn một cái hộp mà 30 gói như thế này, tức là tương đương với 30 ngày sử dụng như thế này. Tức là khách hàng sẽ nhận được gì? Để em Lan có thể ví dụ cho các chị xem, đó là một khóa học 21 ngày trở thành người vợ tuyệt vời. Có thú vị không ạ? Rất thú vị. Và khóa học này trị giá gần 9 triệu đồng. Nhưng các chị mua một hộp diệp lục collagen chỉ có 380.000, mà các chị sẽ sở hữu một khóa học gần 9 triệu đồng và có thể học bất kỳ thời điểm nào, mọi lúc mọi nơi học để sao? Để có thể trở thành một người phụ nữ tuyệt vời chỉ trong vòng 21 ngày. Và tôi phục vụ khách hàng vượt hơn sự mong đợi còn là cái sự thể hiện khi mà bạn bán hàng, bạn trao đến khách hàng một sản phẩm, trao tận tay cho khách hàng một sản phẩm, nhưng các bạn cần phải làm cho khách hàng wow lên, đó là họ mong muốn sở hữu sản phẩm sớm hơn. Tức là gì? Tức là cái cảm xúc khi mà họ nhận sản phẩm. Ở lý do này thì Lan sẽ tư duy này thì Lan sẽ chia sẻ với các chị thật là sâu. Bởi vì sao? Bởi vì các chị hãy làm cho sản phẩm của mình trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Hãy làm cho sản phẩm của mình trở thành một món quà. Các chị hãy bọc, hãy gói và trao tặng đến khách hàng thực sự như một món quà, thì các chị sẽ khiến cho khách hàng bất ngờ. Và hãy đính kèm một thông điệp gửi trong sản phẩm, đó chính là các chị hãy gửi một lời chúc, chúc chị Minh Anh sở hữu sản phẩm diệp lục collagen bên em thật sự là đạt hiệu quả sớm, và em chúc cho chị luôn luôn xinh đẹp, giàu có và hạnh phúc. Chúng ta chỉ cần truyền đi cái lời mà chúng ta muốn gửi gắm đến khách hàng là chúng ta đã tạo cho khách hàng sự mong đợi quá bất ngờ luôn. Vậy là em Lan đã giúp các chị có được hai tư duy để khiến cho công việc kinh doanh online của các chị tuyệt vời hơn. Và em Hồng Lan còn có một món quà dành tặng cho các chị, đó là bộ ebook, cuốn ebook để có thể xử lý từ chối khách hàng, xử lý mà khi khách hàng từ chối. Vâng, và cuốn ebook này chắc chắn là sẽ rất là quý giá. Khi các chị comment tôi muốn nhận, em là sẽ dành tặng cho các chị. Cảm ơn các chị đã lắng nghe Hồng Lan trong video này, và hẹn gặp lại các chị ở video tiếp theo.